Tân Hoan đón khách hàng đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Ngọc Hoa cũng như website fanpage nhà đất ngọc hoa.vn. Vào buổi chiều tối hôm nay, Nhà Đất Ngọc Hoa xin giới thiệu đến khách hàng một căn siêu phẩm nhà phố nằm ngay vị trí đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà của chúng ta thì là có một diện tích rất là rộng nha quý khách hàng, với một diện tích đó là ngang 4 này, độ dài đó là 17m, diện tích chính xác nha quý khách hàng ơi. Và đây là một căn nhà phố thì thiết kế thì cực kỳ là sang trọng và thiết kế là rất là đỉnh cao nha quý khách hàng. Đó, đây là mặt tiền chính của căn nhà của chúng ta. Thì đây là một căn nhà phố thì gia chủ thiết kế theo phong cách hiện đại của nhà phố của năm 2020. Và đây là những căn nhà phố đẹp này, giá cả hợp lý, sang trọng vào dịp cuối năm 2020 nha quý khách hàng. Đó, một căn nhà phố thì có một mức giá chỉ hơn 8 tỷ đồng một chút xíu thôi. À, chúng ta có một căn nhà phố gia chủ thiết kế rất là hiện đại và rất là sang trọng. Với gia chủ thiết kế cho quý khách hàng đó là một phòng gara xe hơi, một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ và có 5 nhà vệ sinh và có khu vực sân thượng trước sau nhà khách hàng. Và đặc biệt căn nhà của chúng ta là có khu vực thang máy luôn nha. Và với diện tích ngang 4, độ dài đó là 17 thì căn nhà phố này thì được gia chủ xây hết đất nha quý khách hàng. Ở diện tích công nhận sử dụng đất của căn nhà này đó là 68m2 và diện tích sử dụng toàn bộ căn nhà có diện tích đó là 238m sàn nha quý khách hàng. Đó, và đây là chúng ta cũng có nhé, mặt tiền của chúng ta thì thiết kế này. Ở phía ngoài thì chúng ta có cục ban công được gia chủ thiết kế trồng cây cho quý khách hàng, và cùng đó là có những ánh đèn rất là đẹp này. Đó, rất là sang trọng và rất là hiện đại nha. Và căn nhà này là có hướng bắc phù hợp cho khách hàng phong thủy đông tư chặt như quý khách hàng. Đó, và đây chúng ta cũng có nhé, một vị trí thì quý khách hàng có thể thấy là một khu nhà phố thì rất là an ninh. Đó, một khu nhà phố này rất là sang trọng. À, khu nhà phố này thì đang trong quá trình xây dựng. Đó, và đây thì chúng ta cũng có nhé, một vị trí đó là một con hẻm rất là thông thoáng, một con hẻm 8m, hai xe hơi chắn nhau, di chuyển vào rất là thoải mái như quý khách hàng. Đây quý khách hàng có thể thấy này, căn nhà phố của chúng ta thì hẻm ra vào thì rất là thông thoáng. Phía trước kia đó là mặt đường chính của đường Phạm Văn Chiêu rồi. Từ đường chính của đường Phạm Văn Chiêu vào đây thì chúng ta chỉ mất tầm 200m thôi. Với vị trí thì quý khách hàng có thể di chuyển ở đường Lê Văn Thọ, đường Quang Trung, đường Cây Trâm thì trong ban kính thì tầm 200m cho đến 300m thôi. Đó, và đây chúng ta cũng có nhé, đó một khu nhà phố này rất là sang trọng. Và trong 2-3 tuần nữa thì em sẽ quay cặp bên tay trái khách hàng đây. Đó, hiện tại thì căn nhà phố sang trọng này thì nó có quá trình thì xong trước thì em đã đến đây em quay gửi đến khách hàng nha. Đó, đây là căn nhà của chúng ta. Và bây giờ xin mời quý khách hàng cùng theo chân em cùng di chuyển vào phía bên trong, chúng ta cùng tham quan căn nhà này nhé. Và đây là khu vực gara xe hơi của chúng ta. Đó, một phòng gara xe hơi thì rất là rộng rãi và rất là thông thoáng quý khách hàng. Đó. Và xung quanh tường thì quý khách hàng có thể thấy đó một kiểu viếng giấy giả đá rất là sang trọng. Đó, và đây khu vực ở giữa nhà thì chúng ta có một khu vực cầu thang. Cầu thang này thì khu vực cầu thang đi lên này. Và sau khu vực gara xe hơi tại đây thì chúng ta có một nhà vệ sinh, nhà tắm gia chủ thiết kế cho chúng ta. Đó, đây là khu vực nhà vệ sinh, nhà tắm nha quý khách hàng. Đó, quý khách hàng lại thấy này. Và đặc biệt căn nhà này có một thang máy 350kg. Đó, tải trọng rất là đẹp. Đây thì chúng ta có thể thấy này, cầu thang máy đi lên này. Đó, tại không gian này thì chúng ta có một khu vực bậc tam cấp đi lên. Đó, rất là đẹp.
Ở đây là khu bậc tam cấp nha quý khách hàng. Đây quý khách hàng lại thấy này. Đó, hệ thống đèn chiếu sáng thì rất là đẹp. Một không gian phòng khách thì gia chủ đã thiết kế cho quý khách hàng tại ở đây. Đây là không gian phòng khách tại khu vực tầng trệt của chúng ta. Rất là sang trọng và rất là hiện đại. Ở trong nhà thì gia chủ có trồng cây xanh cho quý khách hàng này. Đó, quý khách hàng có thể thấy một căn siêu phẩm nhà phố. Vào dịp cuối năm này thì đây là một căn nhà phố thì rất là đẹp này và rất là sang trọng. Đó, hệ thống đèn này. Đó, khu vực cuối nhà thì quý khách hàng có thể thấy chúng ta có một không gian giếng trời. Đó, gia chủ thiết kế đi lên cho chúng ta này. Đó, đây đây. Một không gian phòng khách thì rất là đẹp. Đó, chúng ta có kệ tivi ở đây nữa nha. Rồi. À, và bây giờ thì tiếp tục thì em sẽ dẫn quý khách hàng cùng di chuyển lên khu vực tầng lửng chúng ta cùng tham quan. Và đây là khu vực tầng lửng của chúng ta. Thì quý khách hàng có thể thấy thì chúng ta có một bộ ghế bàn ăn, sau ghế. Đó, một khi mua nhà gia chủ sẽ tặng lại cho khách hàng nha. Mặt đá thì thiết kế đó là đá hoa cương. Ghế được bọc từ da rất là đẹp này và rất là sang trọng. Và đây là không gian của khu vực nhà bếp. Và ở đây thì chúng ta có khu vực để tủ lạnh. Rất là sang trọng luôn nha. Phía trước khu vực tầng lửng của chúng ta thì gia chủ thiết kế trồng cây xanh cho quý khách hàng. Một căn nhà vị trí đẹp, hẻm xe hơi, khu nhà phố đồng bộ. Có một mức giá hơn 8 tỷ thì đây là một căn nhà thì rất là đẹp này và rất là sang trọng như quý nào. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng di chuyển lên khu vực lầu 1 chúng ta cùng tham quan. Thì ngay khi bước lên đây thì tầng lượng chúng ta cũng khu vực thang máy chúng ta đi lên nha quý nào. Đã hồi nữa thì chúng ta cũng sẽ trải nghiệm. Đây là chúng ta cùng mình cuộc tầng lửng chúng ta nhìn xuống này quý khách hàng. Rất là sang trọng luôn nha. Đây là chúng ta cùng coi lại một lần nữa thì chúng ta cũng sẽ di chuyển đến khu vực lầu 1 chúng ta cùng tham quan. Rồi. Đặc biệt căn nhà này quý khách hàng có thể thấy thì cầu thang cuộc đi lên thì chúng ta có những hệ thống đèn chiếu sáng. Đó, chúng ta đi đến đâu thì chúng ta có thể thấy này, rất là sáng. Căn nhà này thì được một anh kiến trúc sư người Pháp thiết kế thì quý khách hàng có thể thấy thì rất là sang trọng này, vị trí đẹp. Và chúng ta cùng coi căn nhà này có gì là đặc biệt và gia chủ đang chào bán hơn 8 tỷ. Đó, đây là khu phòng ngủ của chúng ta. Có máy lạnh. Đó, phòng ngủ này đầy đủ nội thất chăn ga gối nệm, bàn làm việc, tủ để quần áo. Và đặc biệt thì khu vực phía trước thì chúng ta gia chủ đã thiết kế trồng cây rồi nhưng mà chúng ta vẫn là thấy là thông thoáng, chúng ta có thể ra đây hóng gió được nha. Gia chủ vẫn chừa cho khách hàng mở cửa sổ ra được nha. Ở đây là khu phòng ngủ của chúng ta. Thì khách hàng lại thấy thì sàn nhà thì được gia chủ lót cho khách hàng đó là gỗ tự nhiên. Đó, đây là không gian tủ để quần áo này. Rồi, chúng ta cùng coi nhà vệ sinh, nhà tắm tại không gian tầng lầu 1 của chúng ta. Và tắm này, nhà vệ sinh. Và đặc biệt thì căn phòng này thì chúng ta có bồn tắm nằm. Đó, để cho khách hàng vào những ngày làm việc mệt mỏi thì chúng ta có thể ngâm bình vào đây chúng ta thư giãn nha. Đó, một căn phòng nhà vệ sinh nhà tắm thì rất là thông thoáng với diện tích ngang 4 độ dài 17 thì quý khách hàng căn nhà này thì gia chủ thiết kế là xây dựng hết đất rồi. Đó, tại khu vực này thì chúng ta có thang máy đi lên này, đi lên đi xuống được nha. Căn nhà này phù hợp cho quý khách hàng nào mua ở này hoặc mua đầu tư cho thuê showroom hay là mở spa đều được nha. Và đây là khu phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ này thì quý khách hàng có thể thấy thì chúng ta có
giường này, nó thiết kế đầy đủ công năng. Hệ thống đèn chiếu sáng thì rất là đẹp. Tủ quần áo ở đây. Ở cửa đi vào này, kệ tivi này. Ở phía sau thì chúng ta có nhà vệ sinh, nhà tắm. Nhà vệ sinh, nhà tắm đây nha, quý hàng có thể thấy này. Giờ chủ thiết kế này rất là sang trọng quý hàng này. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục, chúng ta cũng sẽ di chuyển lên khu vực lầu 2, chúng ta cùng tham quan nha. Đây là khu phòng ngủ thứ ba. Phòng ngủ thiết kế thì rất là rộng rãi luôn. Và đặc biệt thì căn phòng ngủ này thì cũng đầy đủ nội thất. Mà quý khách hàng có thể thấy thì chúng ta có gì khác biệt không? Đó. Và khác biệt thì tại phòng ngủ thứ ba này thì quý khách hàng có thể thấy thì phía trước đây gia chủ đã không để khu ban công cho quý khách hàng. Gia chủ đã trồng cây full khu phía ngoài này luôn. Quý khách hàng có thể mở cửa ra chúng ta đón ánh nắng vào nhà, hoặc lấy gió vào nhà nha. Một căn phòng ngủ rất là sang trọng. Và quý khách hàng có thể để ý đây, và đây là nhà vệ sinh, nhà tắm. Nó gương thì chúng ta có thể lấy sáng chỉnh màu được luôn nha. Cuộc nhà vệ sinh đây, bồn tắm. Thì nhà của chúng ta thì có hai cái bồn tắm dành cho hai cái phòng ngủ chính. Đó. Và hai cái nhà vệ sinh và nhà tắm phụ thì được gia chủ thiết kế tại khu phòng ngủ phía sau. Rồi, và chúng ta cùng di chuyển lên khu vực phòng ngủ thứ 4. Đó, và đặc biệt căn nhà này rất là thông thoáng. Nhà của chúng ta thì có hai khu vực giếng trời. Một khu vực giếng trời ở bên hông. Đó, đây là khu vực giếng trời ở bên hông nha quý khách hàng. Đó. Sang ngoài để ý nha. Đây là khu phòng ngủ thứ 3. Và phòng ngủ thứ 4 nha quý khách hàng. Nó phía sau đây. Nhà vệ sinh, nhà tắm. Rồi, và bây giờ chúng ta cùng tiếp tục, chúng ta cùng sẽ di chuyển lên khu vực sân thượng, phòng thờ, chúng ta cùng tham quan. Đó, và đây thì chúng ta cùng sẽ tham quan khu vực sân thượng phía sau trước nha. Ở đây thì chúng ta có một bậc tam cấp đi lên. Ở đây thì ở phía sau thì gia chủ đã để trống cho khách hàng. À, khu vực gì đây? À, đây là khu vực ở phía sau. Gia chủ để cục nóng máy lạnh này, gia chủ trồng cây, không gian giếng trời phía sau. Ở đây thì quý hàng có thể phơi quần áo tại không gian phía ngoài này nha. Rồi, chúng ta cùng tiến ra khu vực phía trước, chúng ta cùng tham quan nha. Đây thì khu vực sân thượng phía trước thì chúng ta có một bộ ghế roi mây gia chủ thiết kế cho khách hàng. Nó rất là đẹp nha. Tiến ra khu vực sân thượng phía trước đây chúng ta cùng tham quan này. Đó, đây là khu vực gia chủ thiết kế trồng cây xanh cho khách hàng. Rất là sang trọng. Và nếu khách hàng nào đang tìm một căn nhà phố chỉ hơn 8 tỷ thì đây là một căn nhà giá rẻ này, sang trọng, rất là hợp lý. Đó, quý khách hàng có thể thấy thì căn nhà này thì gia chủ thiết kế toàn bộ nội thất rồi. Và em xin nhắc lại, căn nhà này có diện tích đó là ngang 4, độ dài đó là 17. Gia chủ đang chào bán với giá đó là 8 tỷ 888 triệu đồng. Giá thì đang còn thương lượng mạnh đến quý khách hàng. Nếu quý khách hàng nào thích căn nhà này thì hãy nhớ đăng ký kênh này,
và share căn nhà này cho đến mọi người cùng biết, và để cho em có động lực tiếp tục ra những video tiếp theo. Và cùng đó thì quý khách hàng hãy nhớ đăng ký kênh này, đăng ký chuông, mà mỗi lần Nhà đất Ngọc Hoa ra video mới thì quý khách hàng có thể xem những căn nhà phố đẹp giá cả hợp lý. Rồi, và bây giờ Nhà đất Ngọc Hoa cũng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng một video khác nha.